tại vì lúc giảm cái cầu tính chính là tính chính hiện dịch. Khi mà cái cầu có biện pháp bị chiều ở phát ngoại đi á, cái giảm cái cầu này do bị dịch chứ phải do bị xương nha. Tỷ xương sinh tiểu cầu rất là nhiều. Ở phía giảm cái cầu bị dịch nghe chọc tỷ. Chọc tỷ là để loại trừ bệnh lý xương hơn bệnh lý và đau cầu. Chứ không phải là chọc tỷ để giải thoát giảm cái cầu bị dịch nha. Khi mà chọc tỷ chúng ta sẽ thấy là có tiểu cầu đang sinh. Lý do nó nhớ ngoài nhiều lắm. Nhớ nhiều quá thì tỷ xương cầu tăng cao và tiểu cầu cũng tăng, ta nghĩ tới bệnh gì?